Ok bạn ơi, giờ mình sẽ đi mua trứng cút nha, để làm thử thách ăn 100 trứng cút trong vòng 5 phút. Bây giờ không biết là trứng ở đâu, mình đi kiếm. Đây, bên đây có hàng bán trứng nè, mình vô mình hỏi thử bên đây. Vậy chục mua bao nhiêu ta? Mua 101 đi. Ha. 110 trứng. Đây là 110 trái trứng cút mình mới mua ngoài chợ nha. Mình mua dư 10 trái là vì mình sợ có một số trái nó bị bể, sẽ không đủ để mình ăn 100 trái. Lần này thử thách hơi khó nha, 100 trái trứng cút mình sẽ ăn trong vòng 5 phút. Đó. Quay tất cả lại. Ơi, chết kìa. Không sao, trước khi mua, trước khi mình lột trứng cút mình nên rửa nha, vì nó đẻ xong rồi ở xung quanh nó có phân rồi kia, nó cũng không có vệ sinh, mình rửa đi rồi mình lột. Ok, giờ mình bỏ nước vô. Nhiều quá các bạn ơi, nước mình hết không? Giờ mình bỏ nước vô rồi lát nữa. Rồi, có thêm nước không? Bây giờ mình cho miếng muối vô nè. Ok. Và mình bỏ lên bếp, mình luộc khoảng chừng 5 đến 7 phút nha. Ok, rồi được rồi, bỏ lên bếp luôn đi. Quá, không biết ăn hết rồi. Giờ lấy lắp mình đậy lại rồi. Rồi, giờ ngồi đợi thôi. 5 đến 7 phút. Ơi, giờ thì nó sôi rồi nha. Giờ mình sẽ tắt bếp. Đây, mở nắp ra. Wow. Ấy da, không biết chín chưa ta. Nóng không? Giờ mình lấy ra nha. Đẩy luôn. Đó cả mặt cho trời ơi, trăm trái ăn xuống hết đây, quá nhiều. Rồi, giờ mình sẽ lấy chổi nước này đi, mà cho nước lạnh vô nha, nóng lắm. Đó, mình ngâm nước lạnh, để cho nó nguội. Sau đó mình sẽ bỏ vào cái nồi để mà mình có cách mà mình đập trứng nha. Chứ mà 110 trái như vậy mà mình móc từng trái là rất là lâu. Cho nên mình sẽ có cái cách để mà mình móc cái trứng nhanh hơn. Thì hồi nãy mình mua cái bọc này mình cầm lên á, thì đối lượng nó khoảng tầm 1.5 kg, 110 trái. Nếu mà mình chưa bỏ đi thì chắc còn tầm 1.3 đến 1.2 kg.
hay là khối lượng của trứng luôn đấy. Rồi, giờ mình đổ nước đi, đổ nước đi. Được rồi, giờ mình bỏ vào đây, bỏ trứng vào đây. Nói chung là nó quá nhiều đi, nó bị nứt rồi nè. Nó quá nhiều, có một số trái bị nứt. Đây nè các bạn, thấy chưa, thì mình cũng mua 110 trái để mình đề phòng những cái trái nó bị fail giống như này. Đây, bỏ thêm vô đi. Mình bỏ vô chừng khoảng 20-30 trái gì đó. Đây, và sẽ lắc nha. Đây, lắc. Cái lắc đều tay nha. Rồi, giờ mình nhìn cái trứng nè, bóc ra. Đó, nó đơn giản, nó nhanh. Mình không phải đập từng trái, nhanh hơn đúng không? Rồi, giờ mình sẽ lấy cái tô để mình đựng mấy cái trứng này nha. Lấy cái tô mình đi, chăm trái mà. Hello các bạn. Sau khi mình bóc được 100 trái trứng thì đây là thành quả của mình. Đó. Thì bây giờ mình sẽ ăn trứng cút kèm với muối tiêu đây. Và mình không chỉ ăn không mà mình sẽ ăn 100 trái trứng cút trong vòng 5 phút nha. Thì vì thời gian nó quá ngắn cho nên mình sẽ chỉ tập trung mình ăn thôi. Và khi ăn xong thì mình sẽ nói lại cái cảm xúc, cái cảm giác của mình sau khi mình ăn xong. Ok, giờ bắt đầu nha. Giữ đồng hồ ở đây. Để chỉnh 5 phút. Cái này thì lần đầu tiên mình làm cho mình cũng thấy hơi căng thẳng xíu, không biết là có ăn được không. Rồi, đồng hồ, trứng, muối tiêu, chết rồi, nước, thiếu nước. Các bạn đợi mình xíu nha. Đây, mình lấy một ly nước rồi, bây giờ mình mở ra nha, không làm mất thời gian các bạn nữa. Bây giờ mình câu giờ quá. Đây là đồng hồ, mình sẽ bắt đầu nha. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.
baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Thì sau khi mình đặt thử thách 100 trái trứng cút trong vòng 5 phút thì mình thấy là không thể nào. Nếu mà 10 phút, 15 phút thì may đã có thể. Mình mới ăn hết được có 56 trái mà ở đây còn 44 trái. Và mình nghĩ là mình có thể ăn hết được như đây. Nhưng mà mình phải ngồi nhâm nhi từ từ. Khi mà ăn dồn kiểu nãy mình ăn không nổi được. Tại vì khi mà các bạn ăn á, cái lòng đỏ của cái trứng này nè, nó có nhiều bột lắm, nó sẽ khiến cho mình bị nghẹt, mình không thể nào nuốt trôi được, cho nên á mình phải dùng nước. Mà mình vừa ăn mà vừa uống nước thì các bạn thấy hôm nãy mua một cái ly nước mình dùng đủ hết còn đây rồi. Cho nên nó rất là no, khó chịu lắm. Nếu mà mình ăn từ từ á, nhâm nhi thì may ra mình có thể ăn hết được 100 trứng cút. 100 trái thì như nãy mình nói đó là nó nặng khoảng chừng 1.2-1.3 ha. Rồi, thì clip hôm nay mình đến đây vậy thôi. Thử thách này hôm nay là fail rồi. Nó lần đầu làm clip thử thách mà thấy mình như thừa sống thiếu chết vậy. Cảm giác thật là khốn ha. Thì clip mình kết thúc ở đây. Sau này mình sẽ làm thêm những clip ăn những món ăn khác, độc lạ hơn, mới hơn. Thì mong các bạn ủng hộ channel của mình. Ok, xin chào các bạn.